bối rối mãi mới tìm ra được. Đức Maria là đấng đầy ơn phúc bởi vì Thiên Chúa ở cùng bà, nên bà là đấng đầy ơn phúc. Ở đây có bao nhiêu em mong muốn và khát khao mình là người đầy ơn phúc nào? Bao nhiêu em thương nghi mong muốn mình là người đầy ơn phúc? Ít rồi hả? Và những em khác thì mong muốn gì? Những em mong muốn là mình giàu có à? Mong muốn mình là tài năng hay gì? Bao nhiêu em mong muốn mình sẽ là được gọi là người đầy ơn? Chúa ở cùng với mình.